Con lên bếp được ăn nha, mình chú nên có ăn nè. Em đã bị trời quá trời trời, như nó bỏ đi trời. Chị Thơm, thí sinh cái mẫu mà bắt được ni đó chị Thơm. Thấy bắt cái mẫu luôn hả? Bắt con mẫu. Ủa, đây 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 đây. Quay đi. Này, đây 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 này. Đây 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 này. Thôi thôi, thôi vô đây. Con ăn mặc này đi. Ngon lắm này. Ngon chưa? Rồi anh. Thấy không? Đó đó đó. Ở đây đây. Đó đó, đó lên rồi rồi. Rồi lên. Ô to đi. Đây một ru. Ăn bộ đây đó. Đi đi. Bỏ hết mấy con mà. Có hàng con hay coi. Có cái mẫu này anh Thành này. Em mua được em á. Hợp lý luôn á. Em mua được đấy. Tao có chơi đấy. Xin chào hai lá chua anh Vinh ơi. Lá chua ở đây có. Ồ, ừ, ở đây không có lá chua. Vậy là tao còn nghĩa đây có lá chua, tao còn không có. Giờ hăng ngá cái tàu gì có. Mẹ ơi, không phải. Không phải, không phải. Láo không chết. Cái ngày mà này xuống hụt đi bắt nữa nè anh à, đây à. Đi đeo đắt hành lồn đang đó hành đắt hành đó những cái đồ cái chuyện đồ mà là khó kiếm nè xuống đi thôi anh Vinh xuống cho anh mày bỏ cái con đó mình đổ xuống hết cái này rồi mình bắt lại ơi hai đứa mày lại hoài gì đó là cái mông nó hết phòng phát là xuống hết dưới suối luôn đó rồi xuống đừng có đấy. Hỏi di tản đi. Di cơ đi. Nó ở trên này hết rồi. Nó ở trên này nó không ở dưới đó. Nếu mà có hộp chi vợ. Én bẹ. Đó. À ok. Trời chết. Bác ăn cái bác đi. Ở dưới này có ăn mà trần nó tăng nhẵn còn chừng. Ừ. Tháo nước rồi dân con chưa trả chạy xuống này. Nó ăn kiểu chi anh Vinh anh nó bảo anh mang quán anh phải giết con đi nó kiểu chi. Chi ăn à? Dạ. Dạ kêu rằng không béo. Ngon. Còn cái con kia thì ăn được. Con mà nhỏ nó con gì. Đây đó. Nó mũ quá. Có ép thì bao nhiêu lắm mà. Ừ, còn một con sói. Với anh Tụn đóng thôi. Để bác ký. Cái cầm nha. Để nó quay đâu. Anh quay. Thôi xe ở dưới này. Thôi thôi thôi. Rồi đổ hết. Hết con tàu. Hết con tàu. Đến vô con luôn, vô mũ con này là hấp luôn con đó. Đừng để cỡ lại ra nha. Có lý.
Tôi rình mấy con to to. Tự dính vô luôn mẫu rồi nó coi chứ đâu. Anh kìa, nó dùng nước. Ủa đây con to nè, con to nè. Nó rớt, ồ, con nó ok đó. Quạt cả nó. Con nó chạy nó xuống quanh đó đó. Còn nó cục đá rồi. Này nó mưa sướng hả thằng nó hết luôn á. Cùng nhìn. Mấy cái nón hơi hơi hơi. Để lên thành. Đẹp, mẹ con to con nhỏ bắt hết. Bé nó con em quay này. Mà hốc đá không à. Ừ, mẹ con to nó lành dữ. Mày định bắt lòng nào của mình hả mày? Của mẹ con mẹ quá à. Đi. Con em có. Của bà bắp phang. Bắp phang mà. Đi đâu vậy? Máy điện đây hả? Máy điện không có điện hả? Cái lắm rồi. Báo con yên đi, báo con yên đi. Nó động là nó chạy á. Chỉ có đắp đập với là tháo nước đi thôi. Là công nhận. Tháo lên cao. Mà quay trong tao đi là hắn không ấn tượng không? Ngoài suối mới đẹp không? Ở đây chị nằm cả ký cua á. Ở đây này hạ đi bắt. Ủa làm đi. Ủa như làm đi. Họ là họ để im đấy anh nợ họ náo. Nhưng mà bùng nhiều lắm. Mình phải làm cho. Con cái nó dễ lồn cái nữa hả? Mô Phật. Chị đố em mà cầm được con nồng nọc mà làm được á. Đúng rồi. Nó trừng kinh lắm. Như đây này. Mẹ nhỏ đừng lồn em đi thẳng xuống lại. Đó là cái chiến nè. Chiến tích à? Chiến đông à? Người dứt. Nó ốm lại. Để dưới đây anh lại. Đi làm đó. Có cần chị đi giữ mơ không? Ủa đang có chiếc rồi nè. Chiếc bị thương lực. Đang vui vui rồi. Vui. Bây giờ mày làm đi. Mày bắt mấy con nhỏ mày giỡn mày làm đi. Để em bắt em lòm nhỏ. Cái dao đó. Đã được nó là mẫu mừng. Mẫu nó là có người đó là mẫu mừng. Ủa. Mình để thành phố không mua vợ nó ăn luôn. Ăn cái gì em? Không nói gì chứ. Hay không?
clip đầu tiên của nồng nọc á, ai biết ở đây ni nồng nọc là đẹp không? Nóng lên đây. Con lên biết bếp được ăn nha, mình chú nên phải ăn nè. Ngon. Chị Thương đây à? Không, nó chân con ăn là mình ăn cho đậu cạn. Có tờ chép rồi. Ồ, có con cua ấy, chị Thương. Cái con cua hả? Con cua. Ngon. Cá dưới nước cá nuôi bầu phải cùng ăn. Mua cho bác em. Chú đánh hả?